Hello cả nhà, hiện tại Mới Nay Long Phát Outdoor có mặt tại nhà chú Hòa ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao dàn loa G9000 ấy. Giờ anh em sẽ dê xe vào bên trong, sau đó xuống dàn loa lắp đặt căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic. Mời cả nhà mình cùng đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm của dàn loa G9000 ấy luôn ạ. Bàn giao test mic test nhạc xong xuôi thì hiện tại Mới Nay Long Phát Audio đang hướng dẫn cho chú Hòa cách sử dụng dàn loa G9000X đơn giản và hiệu quả nhất. Công ty Long Phát Audio cũng cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm, yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua. Bye bye.